Xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 2 năm 2018. Cho phép em được gửi lời chúc đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn yêu lan có một buổi tối thật là ấm áp và vui vẻ, đầm ấm bên người thân và gia đình ạ. Và em xin được giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay nhà em có về một số loại mặt hàng lan rừng, theo em nghĩ thì nó rất là đáng sưu tầm ạ. Ở cái mặt hàng đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn, đó là cái dòng lan mà được những cái người chơi lan rất là ưa thích bởi cái mặt hoa vô cùng đẹp của nó ạ. Đây ạ, hàng hiện tại thì đang hoa này cô chú anh chị xem ạ, đó chính là hoàng thảo kèn tím ạ. Nhìn quá là yêu luôn này cô chú anh chị. Hàng hiện tại thì có một số cây là đang hoa rồi. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn xem này. Hàng này thì đây, bông quá là yêu luôn ạ. Cái sắc tím rất là đẹp luôn. Đó, nhìn quá là yêu luôn ạ. Mà cái hương thơm dịu rất là thích nhé cô chú anh chị nhé. Đó, nhìn yêu lắm đấy ạ. Cái hoàng thảo kèn tím này, đây cô chú anh chị xem ạ, nụ rất là sai, phải nói là chi chít nụ luôn này. Đó, chi chít nụ luôn. Và mỗi một cái mắt nụ như thế này nó sẽ cho vài cái khoảng tầm 3 hay là 2 hoặc là 3 cái bông hoa cô chú anh chị nhé. Đó, thực sự là nếu như cô chú anh chị mà chưa được sở hữu và chưa được ngắm những cái mặt hoa rất là xinh của hàng thảo kèn thì quá là một cái điều đáng tiếc luôn, vô cùng đáng tiếc luôn đấy ạ. Đó, đấy ạ, như cái cây này một mắt nụ thì có 3 bông hoa như này này, hoa nụ rất là sai luôn cô chú anh chị nhá. Cái lúc nụ còn nhỏ thì nó có màu hơi xanh xanh, nhưng mà khi nó lớn lên chuẩn bị nở thì nó sẽ tím dần lên ạ, tím dần lên. Mặt hoa rất là đẹp luôn ạ. Đây là hàng thảo hoàng thảo kèn tím, hàng bóc vườn cô chú anh chị nhá. Hàng khai thác từ vườn ạ. Hàng 100% thân tơ nên là chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa rất là rực rỡ từ cái dòng hoàng thảo trầm kèn tím hàng bắc vườn này. Em bán với giá là 650.000 một kg cô chú anh chị nhé. Hàng hiện tại đây ạ, cô chú anh chị xem cho em này. Cái mầm gốc lên rất là khỏe đây ạ. Cái mầm gốc đang lên rất là khỏe như thế này nên em nghĩ là cũng sẽ rất là yên tâm khi mà cô chú anh chị lấy cái dòng này về để sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Và 1 kg thì cô chú anh chị có thể được cái giò hoàng thảo kèn rất là to và rất là đẹp rồi, tại vì hàng này hàng 100% thân tơ ạ. Ngoài cái hàng rừng, hàng bắp vườn thì ở đây em cũng có cái dòng hoàng thảo kèn khai thác từ trực tiếp từ rừng cô chú anh chị nhé. Hàng thì nó cũng đang nụ này, và em thấy là riêng cái hàng bắp vườn bắp rừng này thì nó so với hàng bắp vườn ạ thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái sự gãy dập và nó không được dài bằng cái hàng đó, nó không dài bằng, không to mập đẹp bằng. Tuy nhiên thì một điều rất là kỳ lạ là mặc dù thân nó nhỏ nhưng cái bông hoa của nó thì lại, em thấy là nó lại rất là to luôn đấy ạ. Bông hoa của nó rất là to, và thực sự là cái mầm gốc, cái mầm của nó hiện tại thì vẫn chưa nhú đâu, nhưng mà khi mà nó lên ạ, cái mầm, cái sức sống của nó rất là khỏe. Tại vì hàng này thì hiện tại nó sẽ kèm theo nhiều thân già. Cái thân già này nó sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng cho những cái mầm non sẽ bắt đầu lên đấy ạ. Đây là hoàng thảo kèn rừng cô chú anh chị nhé. Hàng khai thác từ rừng thì sẽ có tỷ lệ khả năng là tỷ lệ đột biến nữa đấy ạ. Đó là cái hàng khai thác từ rừng. Hoàng thảo kèn khai thác từ rừng này, mặc dù nó không đẹp bằng, tuy nhiên thì cái giá thành nó lại cao hơn cái hàng nhìn thân hình thân của nó ạ, thì không đẹp bằng. Tuy nhiên thì cái giá của nó lại cao hơn hàng bóc vườn ạ. Đây, cái mầm của nó hiện tại đang nhú như vậy thôi. Đó, cái nụ của nó thì cũng nhỏ hơn hàng khai thác ở vườn. Nên là cái mầm gốc của nó thì hiện tại chỉ bắt đầu nhú thôi ạ. Hoàng thảo kèn rừng em xin bán với giá là 1.200.000 một kg cô chú anh chị nhé. 1.200.000 một kg ạ. Rồi tiếp theo là cái dòng hoàng thảo trầm vàng. Hoàng thảo trầm vàng thì em nghĩ là cũng là cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm. Đây là mặt hoa của dòng hoàng thảo trầm vàng đây cô chú anh chị nhé. Hoa cái có cái họng đen và cái khuôn bông cánh vàng sáp dày rất là xinh luôn ấy. Đấy ạ, cánh vàng sáp dày rất là xinh nhé.
Và cái dòng trầm vàng này như cô chú anh chị cùng quan sát cho em này, cái dòng này thì nó rất là đặc biệt ở cái chỗ là khi mà cây nó còn chưa đủ trưởng thành thì nó đã cho hoa rồi. Đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em này. Đó, từ những cái thân tơ mà nó chưa đủ trưởng, chưa lớn hết, còn rất là non thì nó đã cho những cái mầm nụ rồi. Và vẫn còn cả lá như thế này khi nó cho hoa, nên là nhìn nó lại càng tôn thêm cái vẻ đẹp của nó ạ. Đó, và cái hàng trầm trầm vàng thì hiện tại là đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi cô chú anh chị nhá. Chuẩn bị đến mùa hoa rồi đấy ạ. Đây, từ những cái mầm non này, nó phát triển một dạo nữa thì nó sẽ cho nụ và cho hoa. Nên em nghĩ là đây là cái thời điểm mà cô chú anh chị nếu như muốn được ngắm những cái mặt hoa xinh xắn của dòng hoàng thảo trầm vàng thì cô chú anh chị có thể liên hệ đặt với cơ sở Lan Anh rừng nhà em từ bây giờ rồi đấy ạ. Đó, những cái mầm tơ lên rất là khoảng như thế. Hoàng thảo trầm vàng thì cái giá em bán là 400.000 một kg cô chú anh chị nhé. Và em bán từ 0,5 kg với dòng hoàng thảo trầm vàng ạ. Đó, tại vì là thực sự là cái dòng hoàng thảo và cái dòng trầm vàng, cái dòng trầm vàng này này thì cái thân nó căng mập nên là cũng khá là nặng cân đấy ạ. Khá là nặng cân. Đây, như cây này thì em nghĩ là đang chuẩn bị có nụ đến nơi rồi. Nó khá là dài như thế này rồi cơ mà. Đó, nên là cô chú anh chị nếu như yêu thích cái dòng trầm này và muốn sưu tầm cái dòng lan đặc biệt này thì có thể liên hệ đặt hàng bây giờ rồi ạ. Rồi tiếp theo là hoàng thảo đùi gà dẹt này. Hoàng thảo đùi gà dẹt, cô chú anh chị cùng xem ạ. Cái lô hàng về xanh mướt. Hoàng thảo đùi gà dẹt thì cái mặt hoa cũng rất là đẹp, đẹp rực rỡ luôn cô chú anh chị nhá. Thực ra thì những cái đẹp hoa này, cây này thì nó đang chớm nở này. Mà cô chú anh chị nhìn thấy cái sắc tím rất là yêu rồi. Đó. Thì thực sự là khi mà em giới thiệu hàng như thế này này thì cô chú anh có nhiều cô chú anh chị nói là cái loại nào cũng nói là đẹp. Thực sự thì em thấy là cái loại lan thì mỗi một loài lan nó đều có cái vẻ đẹp riêng của nó, và mỗi cái mặt hoa thì em thấy là nó đều rất là đẹp. Thực sự là nó thực sự là như vậy đấy ạ. Cái đùi gà dẹt hiện tại thì đang nụ cô chú anh chị nhá, đang nụ. Tuy nhiên thì nụ nó lớn rồi ạ. Nên là qua đóng gói khai thác vận chuyển thì cũng có một số nụ là nó cũng có bị hỏng cô chú anh chị nhá. Nhưng mà hàng thì rất là xanh và rất là đẹp. Cô chú anh chị xem cho em này. Đó là tình trạng hàng ạ. Đấy. Cô chú anh chị lấy về có thể được ngắm hoa luôn. Hoàng thảo đùi gà dẹt thì em xin được bán với giá là 180.000 một kg cô chú anh chị nhá. Còn ở đây thì em có một ít ngọc thạch ba màu thôi ạ. Hàng lượng hàng không có nhiều cô chú anh chị nhé. Ngọc thạch ba màu Bắc hiện tại thì đây là hàng Bắc nên là chắc chắn là khi mà cho hoa thì nó sẽ ba màu rất là rõ ràng. Cô chú anh chị nhìn xem ạ, đang mầm gốc lên tua tủa và nụ của nó cũng đang bắt đầu chuẩn bị nhú rồi. Đó, cô chú anh chị lấy thời điểm bây giờ rất là hợp lý cái dòng này. Thì em thấy là khi mà cái nụ của nó, cây non của nó khá là lớn rồi, bắt đầu nó mới cho hoa, nên là nếu như cô chú anh chị đợi nó có nụ rồi mới lấy về ạ, thì mầm gốc nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Nên cô chú anh chị lấy luôn từ bây giờ thì rất là đẹp rồi. Em bán với giá là 180.000 một kg với dòng ngọc thạch ba màu Bắc cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo, bên này thì em có cái dòng đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì hàng hiện tại thì cũng nụ rất là lớn rồi, nên là đóng gói khai thác vận chuyển thì nụ nó cũng hỏng nhiều rồi cô chú anh chị nhé. Thực sự thì cái mặt hoa của đùi gà tròn ấy ạ, nó rất là giống với lại mặt hoa của kèn tím luôn đấy ạ. Hôm trước có một cái bạn mà có mua hàng với em, bạn có gửi cho em cái mặt hoa của đùi gà tròn ạ. Thì em không, do em không nhìn kỹ cả thân, em cứ nghĩ là đó là hoàng thảo kèn đó. Thì nói như vậy để cô chú anh chị tưởng tượng là cái mặt hoa của nó cũng rất là đẹp ạ. Em bán với giá cũng 180.000 một kg cô chú anh chị nhé. Rồi tiếp theo đây là hoàng thảo trầm tím này. Hoàng thảo trầm tím, hàng thời điểm bây giờ cũng là cái thời điểm vàng để cô chú anh chị ghép dòng hoàng thảo trầm tím này. Đây là cái mặt hoa của nó này. Đó. Và khi mà cô chú anh chị ngắm trực tiếp và được ngửi mùi hương của nó thì sẽ thấy cái cảm nhận được hết cái sự quyến rũ của cái dòng lan này. Hoàng thảo trầm tím là cái loại lan mà có hương thơm rất quyến rũ. Và ngoài ra thì cái vẻ đẹp như cô chú anh chị ngắm thấy rồi,
cái mặt hoa cũng rất cực kỳ là đẹp. Cái chầm tím thì hiện tại cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa, và cái mầm nụ cũng đang chuẩn bị sưng mầm nụ rồi. Chầm tím hàng rừng em bán với giá là 800.000 một kg cô chú anh chị nhé, 800.000 một kg ạ. Nói chung là đã nói là hàng rừng thì nó cũng sẽ không được đẹp trọn vẹn như là hàng bóc vườn đâu ạ. Hoàng thảo chầm chầm rừng em xin được bán với giá 800.000 một kg cô chú anh chị nhé. Khi mà bán, khi mà gửi hàng đi cho cô chú anh chị thì em cũng sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái rễ nó rất là đẹp và đảm bảo về cây giống. Tuy nhiên thì hàng rừng thì cũng không thể đảm bảo được hết là 100% là nó không bị làm sao cả đâu ạ. Tuy nhiên thì em vẫn đảm bảo cho cô chú anh chị là được ngắm hoa và được đảm bảo 100% về cái giống cây. Đó. Rồi bên này em có một ít cái một 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 ít cái kiều vàng ạ. Cũng chuẩn bị đến mua hoa rồi đấy ạ. Chỗ này có hai dề, có hai dề. Hai dề rất là xinh này, chỗ này em bán 120.000 cô chú anh chị nhá. Đủ cô chú anh chị ghép một giò rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, 120.000. Rồi ạ, đây là toàn bộ cái mặt hàng hiện tại nhà em có này. Mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho hàng lan của nhà em. Và em xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của nhà em ạ.